Như các bạn nhìn sơ qua thì các bạn nghĩ rằng là nó cũng y như Indo chứ có khác mẹ đâu, đúng không? Tại vì nhìn nó y chang, chỉ khác là Việt Nam phân phối thôi, khác được bảo hành chính hãng rồi, khác cái màu rồi, ok. Nhưng mà nó có một lý do khiến cho mình đã từng mua Vario Indo, đã bán rồi. Thực ra thì nếu như chiếc xe này không có điểm gì khác thì mình không có lý do để mua lại nha các bạn. Vì có gì mới mẻ đâu mà mua, không có gì để trải nghiệm cả. Nhưng có một điểm cực kỳ thú vị trên chiếc xe này mà nó cực kỳ quan trọng với cái nghề nghiệp cũng như cuộc sống của mình, khiến cho mình phải mua nó. Đó chính là một cái đặc điểm vô cùng quan trọng trên một chiếc xe. Đó chính là bộ đèn pha của nó. Và ở đây, một bộ đèn mà mình đã được tháo ra sẵn luôn cho anh em coi, nó mới dễ nè, chi tiết luôn. Đó là sự khác biệt nằm ở đây. Đầu tiên là trên cái mẫu Vario Indo thì phần đèn xi nhan chúng ta sẽ chỉ có một chip LED thôi. Nhưng ở trên bản Việt Nam mình thì có tới tận 2 chip LED. Và với 2 chip LED này nó tương đương với trên cái mẫu xe PCX hay là SH, là những mẫu xe cao cấp, thì cái Vario này đã đẩy được cái option đèn xi nhan lên tiệm cận với những dòng xe cao cấp rồi. 2 chip LED xi nhan cho cái cường độ chiếu sáng xi nhan rõ hơn hẳn luôn trên cái một loại Vario Indo nha các bạn. Mình nhấn mạnh lại là rõ hơn rất nhiều luôn nha. Hai con chip sáng hơn rất nhiều so với lại một cái đèn xi nhan trên Vario mẫu cũ. Trên cái Vario mẫu Indo của mình. Cái tiếp theo cũng là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng luôn. Đó chính là phần đèn pha ở đây. Các bạn có thể thấy ở đây, trên Vario nhập từ Indo, phần đèn pha là cực kỳ tệ hại. Mình, nếu các bạn theo dõi mình thì các bạn có thể thấy những cái clip test đèn của mình trên Vario, những cái clip cũ của mình á, mình từng chê cái chóa đèn của Vario 160 Indo là cực kỳ tệ hại. Vì nó có cái mặt phản xạ này các bạn, mặt phản xạ đây nè, nó gom sáng không có tốt, ánh sáng cốt rất là tệ. Pha thì cứu vãn lại được một phần nào đó, pha tốt hơn, nhưng cũng không tốt bằng những dòng xe khác nha các bạn. Thì cái sự cải tiến ở trên Vario chính hãng Việt Nam mình, nó là sự khác biệt hoàn toàn luôn. Ở đây nó sẽ có tới phần 3 cái học đèn, một bên, hai bên là 6 học, trong khi bên mẫu Indo của mình là một bên chỉ có 2 học thôi, tức là 2 phần phản xạ. Một cho cốt, một cho pha. Bên này một cho cốt, một cho pha, nhưng trên mẫu Vario chính hãng Việt Nam thì được gia tăng lên cốt có tới phần 2 chip cho một bên, có nghĩa là mình sẽ có 4 con chip LED cho phần cốt, 2 con chip LED cho phần pha. So với mẫu Indo thì hơn hẳn về cái phần chip LED rồi. Indo thì chỉ có 2 chip LED cốt, 2 chip LED pha, nhưng mẫu này, mẫu chính hãng Việt Nam mình là 4 lần nha các bạn. Cái đặc điểm này thực ra thì ít người review để ý lắm các bạn, ít người thấy được lắm. Thực ra thì mình là dân làm nghề đèn cho nên mình rất quan trọng về phần đèn này, và mình đã biết nó ngay từ đầu rồi, và quyết định là khi xe vừa ra là mình đã sắm về để mình làm tham khảo, để mình có thể khám phá nó một cách kỹ lưỡng hơn, cũng như là để có thể ra mẫu mạch tăng sáng nhanh nhất có thể cho cái mẫu xe này. Nó không xài chung với cái mẫu Vario 160 Indo thì mình phải có một cái bản vẽ mới, một cái thiết kế mới để phù hợp với cái chóa đèn này. Thì dựa trên cái kinh nghiệm hiểu biết của mình cũng như là cái sự đo đạc cụ thể, thì cái chóa đèn trên cái Vario chính hãng này nó có cái mặt phản xạ đây. Mặt phản xạ là những cái phần trăm này các bạn, mặt hình parabol nè. Nó tốt hơn hẳn so với Vario 160 nhập từ Indo. Thứ nhất là cái độ gom sáng tốt hơn. Gom sáng tốt hơn nhiều. Thứ hai nữa là cái đường phần mà cắt sáng của phần cốt nó cũng rõ nét hơn trên cái Vario nhập từ Indo. Nói chung trừ cái phần dummy này ra là y như nhau. Đây, phần dummy này là giống y nhau. Thì từ đèn pha cho tới đèn xi nhan đều tốt hơn hẳn so với mẫu Indo nha các bạn. Và cái màu xám xi măng kim tuyến này thì cũng là một cái màu vô cùng đẹp. Nó tương tự với các cái mẫu xe hot nhất hiện nay. Nó vậy, nó chỉ áp dụng trên mẫu cao cấp nhất thôi. Nó giống như là SH350, màu này vẫn bán chạy nhất. Và mình tin rằng với cái màu này trên Vario 160 chính hãng thì vẫn sẽ là một cái màu được ưa chuộng nhất. Vì thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó trên cái bảng cao cấp nhất, bảng thể thao. Bảng thể thao thì nó khác biệt của nó, đặc biệt nhất của nó chính là nó có hai thắng đĩa nha các bạn, một ABS trước và một thắng đĩa sau. Đối với những bạn mà chơi xe ở mức tầm thường thì mình không biết là các bạn có quan trọng về phần thắng nhiều hay không, nhưng là một người chơi xe lâu năm và rất tinh tế trong cái việc mà nhận xét về xe,
và cảm nhận một chiếc xe. Thì đối với mình, hệ thống thắng là một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Và đối với mình, một cái hệ thống thắng nó quyết định tới cái độ an toàn cũng như trải nghiệm lái xe của mình, là nó ảnh hưởng ghê gớm lắm. Cho nên ở đây, trên một chiếc xe mà có đủ hai thân đĩa thì mình đi, mình luôn luôn cảm thấy là cái việc mà xử lý thắng nó tốt hơn rất nhiều so với việc là chỉ có một thân đĩa trước và một thân đùm sau. À, ngoài việc là chúng ta có hai cái thân đĩa để nó gia tăng cái quãng đời, cái việc mà sử dụng xử lý phanh của mình nó tốt hơn nhiều. Thì cái cảm giác phanh các bạn, khi mà bóp phanh thì nó sẽ cho ra cái cảm giác êm dịu. À, phanh đĩa ở trên Vario này cho ra cái cảm giác êm dịu hơn hẳn so với những mẫu xe không có phanh đĩa, hoặc là những mẫu xe có phanh đĩa phía trước, phanh đùm phía sau mà sử dụng cái hệ thống CBS. CBS là cái sự kết hợp giữa khi mà bạn bóp thắng bên này thì nó kéo cả hai thắng cùng một lúc, thì đó là hệ thống vô cùng tệ hại trên Honda. Không, mặc dù Honda làm ra hệ thống CBS để lấy tiếng lấy tâm là mình bóp một thắng là có hai thắng cùng xử lý, nhưng mà cái hệ thống đó là cực kỳ tệ đối với mình. Cái trải nghiệm bóp thắng, xử lý thắng trên cái xe đó, trên cái hệ thống CBS là cực kỳ tệ hại. Nó cứng và nó kém nhạy lắm. Còn hai thắng như thế này, hai thắng đĩa rồi, cái việc mà bóp thắng của mình nó cực kỳ là êm ái nha, cực kỳ êm ái và xử lý nó rất chính xác luôn. Xử lý thắng rất chính xác, mình cần lực mạnh lực nhẹ thắng bao nhiêu thì mình xử lý nó rất chính xác nha. Các bạn có thể nói là xe nhập thì nó tốt hơn xe nội địa, nhưng không hẳn đâu các bạn. Nhập là nhập như nào? Nhập từ Nhật, nhập từ Đức, mình công nhận, mình thừa nhận là nhập từ Nhật, từ Đức thì nó tốt thiệt, nó có cái tiêu chuẩn cao thiệt, nó tốt lắm. À, nhưng mà nếu mà nói thị trường Thái Lan, Indo, Malaysia thì thực sự ra các bạn kêu xe chất lượng cao thì mình thấy là nó chả có cao gì hết. Đây là quan điểm cá nhân của mình nha, mình là người chơi xe, làm xe, chơi nhiều, làm nhiều, mình cảm nhận từ từng chi tiết trên chiếc xe thì xe ở thị trường Đông Nam Á chả có gì khác biệt hết. À, còn các bạn thích Thái, cuồng Indo gì đó là việc của các bạn thôi. Còn riêng mình thì mình không cuồng. À, mình nhận xét dựa trên cả những cái gì mà mình tiếp xúc, trải nghiệm từ xưa tới giờ thì xe Thái, xe Indo, xe Việt Nam chả có gì khác biệt nhau hết. Thì đó là quan điểm cá nhân của mình. Thì ai có quan điểm khác thì mình tôn trọng quan điểm của các bạn, mình không tranh cãi ở đây. Cá nhân mình thì mình khẳng định là vậy. Thì ở chiếc xe Việt Nam này, xe Indo, xe so sánh giữa một chiếc xe Indo và một chiếc xe nhập xe từ chính hãng Việt Nam mình, thì cá nhân mình thấy cái xe Việt Nam là xe Vario chính hãng Việt Nam này, cái độ hoàn thiện nó còn tốt hơn trên cái mẫu xe Vario 160 nhập Indo nữa các bạn. Đó, mình khẳng định luôn. Các cái chi tiết nè, sơn nè, cái màu sơn nè, các cái chi tiết hoàn thiện liền lạc, ráp ráp liền lạc hơn. Đó, mình đã từng mua Indo rồi nha các bạn, chứ không phải là mình nói suông. Mình đã mua về đây, mua và chạy và đã bán rồi. Rồi sau đó bây giờ tới cái xe này có cái chó đèn mới thì mình cũng đã mua lại. Đó, thì nhận xét của mình là nhận xét dựa trên cái cảm nhận thực, chứ không phải là nói suông, không phải là đi mượn xe của người khác về rồi có được vài tiếng đồng hồ đó ngồi ngắm nghía rồi bắt đầu đi review, mà xe của mình là được mua về để ở đây suốt bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng là xe của mình mà, thì mình muốn làm gì cũng được, đúng không? Nên là mình luôn luôn được khám phá tìm tòi một kỹ lưỡng nhất. Về vấn đề review chi tiết cái đèn pha này thì mình sẽ chờ một khách hàng nào đó chạy Vario mẫu nhập từ Indo về, mình sẽ so sánh trực tiếp trên xe chính hãng và xe Indo cho các bạn xem. Tại vì người ta nói là trăm nghe không bằng một thấy, có nghĩa là các bạn nãy giờ coi mình làm review chay thôi thì các bạn có quyền tin và không tin, nhưng mà tới một hôm nào đó khi mà mình ra một cái clip so sánh trực tiếp giữa hai mẫu xe về phần đèn sáng của hai cái mẫu xe Indo và chính hãng này thì lúc đó sẽ có câu trả lời cụ thể. Và chiếc xe này thì tới bây giờ sẽ chính thức là đã có mặt tăng sáng cho Vario 160 đó các bạn. Mình đã ráp mặt tăng sáng vô đây và bây giờ mình sẽ nhá hàng cho bạn coi chơi thôi, sơ thôi ha. Rất là ok luôn các bạn. Sau khi làm tăng sáng thì dựa trên cái bảng tăng sáng của Vario Indo và bảng tăng sáng của trên Vario Việt Nam chính hãng thì mình đánh giá thẳng luôn là cả cốt lẫn pha trên Vario chính hãng Việt Nam mình đều ăn đứt Vario Indo luôn các bạn. Sáng mạnh hơn, gom đẹp hơn. Mình sẽ giảm sáng cho các bạn coi cái phần gom cắt sáng ở trên cái xe này nó tốt hay không. Đây, phải giảm sáng xuống thì các bạn mới thấy được cái phần gom cắt nó như thế nào ha. Đây, đây là phần đường cắt sáng của trên cái Vario chính hãng sau khi đã làm mặt tăng sáng, khá là tốt nha các bạn. Còn Vario mẫu nhập Indo thì cái phần gom sáng nó không có nét tí nào hết, nó chỉ là một vùng sáng thôi chứ không có nét. Pha cái này là cực kỳ gom luôn các bạn, pha cực kỳ gom và sáng mạnh, đảm bảo cái độ chiếu xa là tuyệt hảo.
review sơ cho các bạn thôi. Hôm nào đó mình sẽ chạy ra đường ha.